Vu Chính Úp mở drama giật vai gây sốc, ekip Lý Thầm hãm hại Kim Thần và Lý Nhất Đồng, Đặng Luân Năm không cũng dính đạn. Đêm ngày 2 tháng 6, biên kịch Vàng, Vu Chính đã có bài viết trên Weibo về một drama vô cùng dài hơi của giới diễn viên. Dù Vu Chính chỉ dùng các chữ cái ABC để thay cho tên nghệ sĩ, cư dân mạng đã đoán ra bài viết ám chỉ Lý Nhất Đồng, Lý Thầm, Đặng Luân và Kim Thần. Lý Nhất Đồng và Kim Thần là song nữ chính của Gossip Girl bản Image, cô nàng lợi hại nhưng nội tình bên trong không hề đơn giản. Poster cô nàng lợi hại vừa tung ra ngày 2 tháng 6. Theo Vu Chính, Lý Nhất Đồng nhận vai nữ chính trong Gossip Girl sát nút, nay đang bị đối thủ đăng nhiều tin xấu để vùi dập. Vai diễn của cô vốn thuộc về Lý Thầm, tuy nhiên quản lý của Lý Thầm là Công Ngọc Hàm rất ghét nữ chính thứ hai, Kim Thần. Lý do là bởi Kim Thần từng hẹn hò với Đặng Luân, gà cưng của Công Ngọc Hàm. Chuyện yêu đương làm sự nghiệp Đặng Luân bị ảnh hưởng, Công Ngọc Hàm ra sức bôi xấu Kim Thần để hủy hoại cô. Cuối cùng, cặp đôi này phải chia tay. Bốn nhân vật quan trọng trong drama này. Công Ngọc Hàm ghét Kim Thần nên không muốn Kim Thần đóng phim cùng Lý Thầm. Vị quản lý này muốn thương lượng để nhà sản xuất gạt Kim Thần ra. Không ngờ, người bị gạch tên khỏi dự án lại chính là Lý Thầm. Lý Nhất Đồng được nhận vai lại làm Công Ngọc Hàm điên tiết, chuyển sang hát Lý Nhất Đồng. Đặc biệt khi phim của Lý Nhất Đồng và Lý Thầm cùng lên sóng, Lý Nhất Đồng bị ném đá tơi tả khiến không bật lên được. Kiếm Vương Triều của Lý Nhất Đồng đụng độ Khánh Dư Niên của Lý Thầm. Trước câu chuyện kể trên, dân tình tỏ ra bán tín bán nghi. Người cho rằng đây là câu chuyện rất có cơ sở, vì Lý Nhất Đồng tuy được nhận nhiều dự án lớn nhưng độ hát không cao. Cũng có cư dân mạng cho rằng Vu Chính cố tình tạo nhiệt để hợp tác lăng xê cho bộ Gossip Girl bản chung. Chỉ khổ thân Đặng Luân là người nằm không cũng dính đạn. Người hóng tin thấy câu chuyện hấp dẫn. Nhiều cư dân mạng lại tố Vu Chính cọ nhiệt để lăng xê phim. Hiện tại, những nhân vật chính của câu chuyện chưa lên tiếng đáp trả về phát ngôn của Vu Chính. Bạn có thể chọn một mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Nghe cũng hợp lý mà, biết đặt để cọ nhiệt thôi, không có ý kiến. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.